Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại vị trí là mặt tiền kinh doanh. Ở đây á, là thuộc mặt tiền kinh doanh, nhưng mà cái này là trệt, ở dưới trệt ha. Ở đây là đang thuộc là chung cư Nhiêu Lộc như cô chú anh chị, chung cư. Nhưng mà cái căn hộ của mình nó là nằm ở dưới tầng trệt ha. Đó, thì cái vị trí này là vị trí mặt tiền kinh doanh được nha. Với lại á, cái đường này á, là đường rộng 10m, chưa tính cái khoảng không gian sân của mình. Cái khoảng không gian sân nó khoảng cả chừng là gần 3m đó cô chú anh chị. Gần 3m ha. Nói chung là mình để xe mình kinh doanh đó thôi. Nói chung là thoải mái lắm. Ở đây thì mở tiệm tóc, tiệm spa, tiệm nail, văn phòng đại diện hoặc là quán cà phê, nói chung là rất là nhiều mặt hàng. Thì cái kích thước của cái căn hộ của mình là ngang 4m và chiều dài là 12m ha. Thì thiết kế một trệt, một lẫn ở bên trên. Thì cái này thì nó gồm là một phòng ngủ dưới tầng trệt và một phòng ngủ ở trên lẫn, là được 2 phòng ha. Và căn này thì hiện tại đang thuộc cái hướng là hướng bắc nha cô chú anh chị. Đường trước nhà là đường rộng 10m, chưa tính cái khoảng không gian vỉa hè ha. Đó, và chủ đang gửi cho bên Nhẫn Hoàng bán mức giá là 3 tỷ. 3 tỷ là giá này là giá chỉ còn bất lọc thôi nha cô chú anh chị. Thì bây giờ Nhẫn Hoàng sẽ giới thiệu toàn bộ bên trong và giới thiệu cái vị trí khung đường đi, hoặc là giới thiệu, nói chung là giới thiệu toàn bộ cái khu vực ở đây cho cô chú anh chị mình tham quan ha. Đó, thì cái khu vực ở đằng sau của Nguyễn Hoàng á, là đường đó là đường Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng ha. Còn ở phía đằng sau này nè. Phía đằng sau này á, là đường Lê Đình Thụ và Nguyễn Văn Tố, hướng ra Nguyễn Văn Tố và Nguyễn Văn Huyên. Cái đường Nguyễn Văn Huyên á, là cái đường mà để mình thông ra lại đường Gò Dầu nè, đường Thống Nhất nè, đường Tự Do, đường Độc Lập, rồi đường Trương Vĩnh Ký ha, hướng ra Gò Dầu. Rồi, đặc biệt ở đằng sau đây, đó, phía sau cô chú anh chị mình nè, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành, quận Tân Phú ha. Thì ở đây nó rất là đắc địa, ở khu vực ở đây, an ninh, đó, có ngay chỗ Ủy ban Nhân dân phường luôn ha. Thì bây giờ Nguyễn Hoàng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình tham quan nha. Đó, sổ hồng ở đây là sổ hồng riêng vĩnh viễn nha cô chú anh chị. Đó, thuộc đường số 1 ha. Thì bây giờ Nguyễn Hoàng sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn. Thì hiện tại Nguyễn Hoàng đang có mặt tại vị trí này là vị trí kinh doanh ha. Đó, ở đây là hiện tại đang thuộc chung cư Nhiêu Lộc nha cô chú anh chị, chung cư Nhiêu Lộc ha. Ở khu vực này là khu vực chung cư Nhiêu Lộc, và cái căn hộ của mình đó là cái căn hộ ở dưới trệt này luôn, là vị trí kinh doanh nha cô chú anh chị ha. Ở vị trí mặt tiền kinh doanh, thì cái đường này là đường rộng 10m nha cô chú anh chị. Còn cái khoảng không gian sân cái vỉa hè của nhà mình đó là khoảng cỡ chừng là gần 3m ha. Gần 3m luôn nha cô chú anh chị. Mình để xe mình kinh doanh, nói chung là nhiều mặt hàng thoải mái luôn ha cô chú anh chị. Ở khu vực ở đây ha. Rồi, cái hướng trước mặt của chú anh chị mình đó là cái đường Phan Đình Phùng. Ở đây là thuộc phường Tân Thành, quận Tân Phú ha. Thuộc phường Tân Thành, quận Tân Phú. Ở phía trước mặt là Phan Đình Phùng ha. Ở mình để tay trái là mình sẽ đi về cái đường Vườn Lài nha. Còn mình để tay phải là mình hướng để mình đi về như là đường Thống Nhất nè, đường Độc Lập nè, đường Tự Do, hướng ra Gò Dầu ha, chợ Tân Hương đồ của chú anh chị ha. Đó, thì vị trí này mình rẽ tay trái là mình ra Vườn Lài rất là gần luôn. Từ đây ra Vườn Lài khoảng cỡ chừng là 100m là mình sẽ tới cái Vườn Lài nha của chú anh chị. Thì khu vực này là khu vực vị trí kinh doanh. Thì giờ Nguyễn Hoàng sẽ đi ra cái khu mà góc ngã ba đường số 1 với lại cái đường Phan Đình Phùng này cho cô chú anh chị mình thấy cái vị trí ở đây nó kinh doanh như thế nào ha. Ở phía trên nè, có tiệm xe hơi nè, tiệm dịch vụ xe hơi nè. Đó, cà phê Viva nè, Viva Star nè ha. Ở quán cà phê rất là nổi tiếng nha cô chú anh chị. Rồi, còn khu vực ở đây là khu vực quán ăn nè, quán nhậu nè, quán cơm nè, tiệm tóc, tiệm spa nè, nói chung là đầy đủ ở trên khu vực này luôn. Đó, trước mặt cô chú anh chị mình đi thẳng ra đó là mình sẽ ra cái đường Vườn Lài ha cô chú anh chị ha. Đó, ra vị trí đó, ra vị trí đường Vườn Lài. Còn khu vực ở đây, hướng này là mình để mình đi về nhà, như chẳng hạn như cái đường Thống Nhất nè, đường Độc Lập mà hướng ra Gò Dầu, Trương Vĩnh Ký ha. Đó, tiệm mỹ phẩm nè, đầy đủ ha, salon, rồi cơm tấm, nói chung là ở đây thì quán cà phê là hơi nhiều nha cô chú anh chị. Rồi, còn khu vực của nhà mình thì căn hộ của mình thì ở trong đây, hướng này mình đi vô ha. Đó, mình đi vô tới cái xe lift đó là mình sẽ tới ha. Đó, khu vực ở đây thì đang kinh doanh như chẳng hạn như cũng có quán cà phê nè, tiệm rửa xe, rồi tiệm sờ ba nè, ở tiệm sờ ba Phượng Hoàng nè, rồi salon nè, Xuân Nhi nè ha. Đó, đặc biệt trước mặt của chú anh chị mình là Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành ha.
quận Tân Phú nè. Ở trước mặt luôn ha. Trước mặt là Ủy ban Nhân dân luôn. Rồi cái hướng này là mình hướng để mình đi về cái đường Lê Đình Thụ nè. Rồi trước mặt nếu mình đi cuối đường luôn là mình sẽ đều đi về cái đường Nguyễn Văn Tố ha. Đó, đường Nguyễn Văn Tố. Còn cái đường Nguyễn Văn Tố và cái đường Lê Đình Thụ này á, đều mình rẽ tay phải là mình sẽ đều ra được cái đường Vườn Lài. Còn ngay chỗ cái góc xe hơi màu đỏ đó, đó là nó sẽ có cái đường Nguyễn Văn Huyên. Cái đường đó mình rẽ tay trái là mình sẽ là nó thông ra tới lại cái đường Trương Vĩnh Ký luôn. Và nó sẽ thông ra tới cái đường Trưng Sân Nhì luôn nha cô chú anh chị. Nó thông ra tới đó luôn ha. Đó, vị trí đó là vị trí xe hơi luôn. Ở đây là khu dạng như bàn cờ đã phân lô, đã nói chung là đường thì đã mở là chuẩn hết rồi. Đó, nói chung là quy hoạch ở đây thì sẽ không có nữa nha cô chú anh chị. Ở đây là khu dân cư hiện hữu hết rồi ha. Và đặc biệt cái dãy chung cư Như Lộc này là cái dãy mà là hiện hữu hết rồi, hiện hữu từ xưa đến giờ rồi ha. Đó, sổ hồng riêng. Sổ hồng riêng toàn bộ nha cô chú anh chị. Đó, chung cư Như Lộc đây. Chung cư này, chung cư Như Lộc thuộc phường Tân Thành, quận Tân Phú nè ha. Đây, cái vị trí của mình là ngay chỗ góc này ha. Đó, là những cái chậu cây nè. Đó, những cái khu vực này là của mình nè ha. Đó, thì Nguyễn Hoàng có nói với cô chú anh chị mình là khoảng sân rộng khoảng cỡ chừng là gần 3 mét nè. Đó, là khoảng sân này ha. Còn ở bên trong nhà là ngang 4 dài 12 ha. Kích thước ngang 4 dài 12, diện tích sàn là 48 mét vuông nha cô chú anh chị. Ở bên trong đó là diện tích sàn là 48 mét vuông. Còn khu vực này là ngang 4. Khu vực này là mình không có tính vô cái trong cái sổ nha. Ở khu vực này là cái vỉa hè là 3 mét ha. Ở đây thì hiện tại là chủ đang kinh doanh quán cà phê nè. Ở bán thuốc đồ ha. Khu vực ở đây thì trồng cây rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đó, trồng cây rất là nhiều luôn. Đó, và hiện tại thì đang kinh doanh quán cà phê. Nếu mà cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu á, mình mua cái vị trí kinh doanh nằm ở chung cư đó, thì cái căn hộ này phù hợp ha. Căn hộ này vừa ở và vừa kinh doanh được luôn. Nếu mình không muốn thì mình có thể cho thuê lại ha. Thì mức giá ở đây khu vực này á, thì mình cho thuê khoảng cỡ chừng được 8 triệu nha cô chú anh chị. Khu vực này là được 8 triệu ha. Đó, 8 triệu thì mình cho thuê là thoải mái nha. Và hiện tại thì cô chủ ở đây cũng đang thiết kế là những cái bàn ghế là để bán quán cà phê nè ha. Đó, khu vực tuyệt vời luôn. Đường số 1 thuộc phường Tân Thành, quận Tân Phú nha cô chú anh chị. Chung cư Như Lộc A nha. Đó, chung cư Như Lộc A nè. Đó, số cũ là số 28 đường 28 chung cư Như Lộc A. Ngang 4m và chiều dài là 12m. Và hiện tại căn hộ của mình đang có hướng chính là hướng bắc ha, thuộc cái hướng Đông Tứ Trạch nha. Cái này là hướng chính luôn, hướng bắc luôn ha, không có là hướng tây hay nam gì hết nha cô chú anh chị. Đó, thì cái đường trước nhà là đường rất là rộng rồi. Đó, vị trí này là phải nói là tuyệt vời rồi cô chú anh chị ơi. Ở khu này thì của mình á, là không có bị lỗi một phong thủy nào hết ha. Đó, chẳng hạn như ống cống hay gì là không có nha cô chú anh chị, nên không có lỗi ha. Đó, vị trí rất là đẹp và kinh doanh cũng khá là tuyệt vời luôn. Đó, số rồi. Ở đây thì quá trời là đẹp rồi. Ngang 4 dài 12 được cái là một phòng ngủ trệt với lại một phòng ngủ ở trên lẫn. Cũng thuận tiện cho cái việc mà mình ở rồi, đã đủ cái nhu cầu mình ở rồi. Và ở đây thì mình kinh doanh được nữa. Đó, rất là phù hợp. Ở đây thì mình có thể cho người ta làm mở tiệm, mở văn phòng đại diện nè, tiệm tóc nè, tiệm spa nè, tiệm nail nè, ở tiệm giặt ủi, hoặc là những cái tiệm tạp hóa cũng được ha. Ở đây buôn bán tạp hóa cũng được nha cô chú anh chị. Tại khu vực ở đây thì Nguyễn Hoàng chưa thấy là bán tạp hóa. Đó, khu vực đây chưa thấy ha. Đó, chung cư này thì lâu đời rồi. Và với lại á, chung cư này á, là sổ hồng riêng vĩnh viễn nha cô chú anh chị. Ở đây thì mình đỡ đừng cái là mình sẽ không có tốn tiền gửi xe nè. Là mình vô là mình chưa ở luôn, xe thì mình dắt vô trong nhà luôn, mình khỏi không có tốn tiền gửi xe. Còn nếu mà mình ở trên lầu á, thì mình sẽ tốn tiền gửi xe nha cô chú anh chị. Và mình sẽ tốn thêm một số phí dịch vụ khác nữa nha. Đó, và bây giờ Hoàng sẽ đi vào bên trong nha. Ở đây thì chủ đang thiết kế là hai lớp cửa, một lớp cửa cổng bên ngoài và một lớp cửa nhôm kính ở bên trong ha. Đó, cửa sắt nè, sắt cổng nè, và một lớp cửa nhôm kính. Còn phía ngoài này, mặt tiền này á, thì chủ đang ốp gạch. Đó, ốp gạch, ốp những cái tông gạch màu nâu ha, nâu nha cô chú anh chị. Đó, rất là. Ở đây thì nói chung là bán quán cà phê nên nó vẫn còn sạch sẽ và vẫn còn mới ha.
Đó, nhìn cái nhà nó vẫn còn mới và chính chủ ở hồi từ xưa đến giờ nên ở rất là kỹ nha cô chú anh chị. Thì bây giờ Nguyễn Hoàng sẽ vào bên trong để giới thiệu cho cô chú anh chị mình ha. Khu vực này là khu vực phòng khách của mình đây. Ở tường thì hiện tại thì đang ốp lên tầm được 1m2 nha, khu vực tường nha. Đó, có những cái bức tranh nè, đó, bức tranh chủ đang dán nè ha. Ở trên trần thì hệ thống đèn, nói chung là này thì mình về mình tân trang lại hệ thống đèn led thì nhìn nó sẽ sáng và rực hơn ha. Đó, rất là đẹp ha. Phía trên nó là lửng nha cô chú chị, ở trên nó là lửng. Đó, và chủ cũng đang thiết kế là những cái kệ để thờ ha. Đó, khu vực này vào bên trong nha. Đó, còn khu vực bên này thì chủ đang thiết kế là những cái bức tranh nè, dán nè, rất là đẹp. Tông màu thì hiện tại là thiết kế là bằng tông màu xanh ha, tông màu xanh hơi đậm đậm một tí nha cô chú chị. Đó, khu vực rất là sáng luôn. Rồi giờ Nguyễn Hoàng sẽ đi vào bên trong. À, và đây là cái khu vực mà lối đi để của mình đi ha. Đó, đi vô trong đó nha cô chú chị. Thì khu vực này chủ đang thiết kế là để những cái kệ tủ nè ha. Còn khu vực này là khu vực để mình đi di chuyển ha. Rồi mình đi đây là mình đi vô nha. Còn này cô chú anh chị ha, bên này thì để những cái kệ tủ. Còn khu vực ở đây á, là một cái phòng ha, phòng ngủ kính ở trong đây nha cô chú anh chị. Đó, phòng ngủ kính ở đây. Giờ rồi khu vực đây ha, đó là một cái phòng ngủ kính nha cô chú anh chị. Khu vực này thì chủ đang ở đây. Và ở trên lầu thì sẽ có một phòng nữa. Đó, thiết kế để rất là gọn gàng và ngăn nắp luôn ha. Tuy là phòng nó vừa vặn nhưng mà rất là ngăn nắp. Đó, đẹp nha cô chú anh chị. Đó, nhà này thì cái căn hộ này vừa ở và vừa kinh doanh được là quá là tuyệt vời rồi cô chú anh chị ơi. Phải nói là một cái vị trí mà vừa kinh doanh và vừa ở thì phải nói là tuyệt vời rồi. Rồi và qua đằng sau này là khoảng không gian bếp của mình đây. Thì cầu thang mình đi lên đây ha, lên đây là mình sẽ đi lên lửng nè. Còn khu vực này là khu vực bếp của mình. Đó, sẽ có những cái bộ kệ tủ nè, rồi kệ tủ nè, bồn rửa chén nè, khu vực để bếp âm nè ha, bếp điện âm nè ha. Đó, rất là sáng rồi nha cô chú anh chị. Để ông Hoàng bật này cho cô chú anh chị mình xem. Đó, Nguyễn Hoàng mới bật đèn cho cô chú anh chị mình thấy ha. Đó, thì khu vực này nói chung là cũng sáng. Nếu mình về mình có thể thiết kế thêm những cái hệ thống đèn chiếu sáng nữa thì sẽ nó ok hơn ha. Rồi, không gian toilet thì nằm bên trong này nha cô chú anh chị. Đây là khoảng không gian toilet của mình đây ha. Toilet ở bên trong này thì sẽ có bồn cầu nè, lavabo, gương soi nè ha. Gạch thì cũng ốp tầm được 2 mét hơn ha. Đó, 2 mét hơn. Ở trên trần thì nó cũng được sơn phết rất là cao ráo nha cô chú anh chị, rất là đẹp. Cửa thì chủ đang thiết kế là cửa nhôm, nhôm kính đục ha. Gạch ở đây thì chủ ốp tầm 2 mét nè, khu vực này ốp tầm 2 mét hết. Rồi khu vực này thì chủ đang thiết kế là vừa để tủ lạnh và máy giặt thì bên này. Đó, khu vực này ha. Rồi khu vực đây thì không gian bếp của nhà mình đây. Đó, tủ, những cái kệ tủ đây ha, tủ ở khu vực này. Còn lên trên là sẽ cái lửng. Dạ. Rồi cầu thang mình đi lên ha. Thì cầu thang này nói chung là cái bảng nó vẫn bự nha cô chú anh chị. Bảng này là bảng bự nha, rộng rãi, nói chung là mình vận chuyển đồ lên cái lửng này cũng dễ dàng ha. Còn khoảng không gian lửng trên đây thì chủ cũng đã thiết kế là lót gạch nè cô chú anh chị mình thấy không. Đó, lót gạch rất là sáng nha. Thì cái lửng này thì có cái chiều cao là khoảng cỡ chừng là được 1 mét nha cô chú anh chị. Đó, khoảng là được 1 mét ha. Đó, cái lửng bên mình đây, khoảng không gian lửng này ha. Đó, khoảng không gian lửng của mình đây ha. Đó, phía trước là mình, nếu mình mở cái cửa ra là nó sẽ nhìn ra cái khoảng không gian phòng khách nha. Đó, khoảng không gian lửng này thì bố trí và để đồ nè. Ở trên đây kệ để tivi nè. Đó, vật dụng nè, sinh hoạt nè ha. Nói chung là khá là tuyệt vời, rộng rãi nha cô chú anh chị. Ở đây thì ngủ khoảng cả chừng rồi 3-4 người được luôn nha cô chú anh chị.
4 5 người cũng được luôn. Đó, tại vì cái chiều dài là tới 4 mét mà. Bề ngang là tới 4 mét lận. Còn khu vực này thì cái chiều dài khoảng cỡ chừng là cũng tầm tầm gần 4 mét hơn ha. Đó, 4 mét hơn, đó. Trên đây thì có đồ phòng kính hết ha, nên mình mở máy lạnh cũng được nè. Ở khu vực này mở máy lạnh cũng được ha. Đó, có rèm hết luôn. Nói chung là khu vực này thì cô chú anh chị mình ở là tuyệt vời ha. Đó, rèm cửa đầy đủ hết, khu vực rộng rãi ha. Đó, này là mình ở được cũng 3 4 người, ở dưới trệt mình ở khoảng có dần được 3 người. Trên này thì ở rộng hơn nè, khoảng có 4 5 người đều được nè. Đó thì cái mức giá mà Nguyễn Hoàng có chia sẻ cho cô chú anh chị mình rồi. Là giá là 3 tỷ, là chủ chỉ có bớt cái lọc thôi nha cô chú anh chị, bớt lọc thôi. Đó, nhà có kích thước ngang 4 dài 12 m. Căn hộ mình kích thước là ngang 4 dài 12 m và diện tích sàn là 48 m vuông. Nhà căn hộ này đang có hướng chính là hướng bắc nha. Ở vị trí mặt tiền kinh doanh. Đó, mặt tiền phía trước là đường rộng 10 m. Chưa tính cái khoảng không gian sân của mình ha. Thêm cái khoảng không gian sân nữa là 3 m nè, khoảng không gian sân này 3 m nè. Phía trước là đường rộng 10 m. Đó, vị trí kinh doanh. Chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng bán mức giá là 3 tỷ bất lọc ha. Thì cô chú anh chị nào mình quan tâm liên hệ Nguyễn Hoàng để qua xem nhà này luôn nha. Qua xem cái căn hộ này luôn ha. Ưng ý thì mình thương lượng giá thêm với chủ ha. Đó, được thì mình tiến hành ha. Tại căn hộ này là căn hộ sổ hồng riêng vĩnh viễn nha cô chú anh chị. Đó, sổ hồng riêng vĩnh viễn lâu dài ha. Rồi, và Nguyễn Hoàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi.